Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thu Hà rất vui khi được gặp lại quý vị vào mỗi thứ sáu hàng tuần như thế này để mang đến những thông tin cần thiết góp phần cho cuộc sống thú vị hơn. Và để bắt đầu cho chương trình kỳ này, Thu Hà xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua những tin tức, sự kiện đáng chú ý trong tuần trước khi đến với chuyên mục Xu Hướng. Kính thưa quý vị và các bạn, với mục đích đẩy mạnh nâng tầm thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 với chủ đề Tinh Hoa Đại Ngàn. Đây được xem là sự kiện văn hóa lớn trong năm với nhiều hoạt động đặc sắc được cộng đồng trong nước và quốc tế quan tâm. Sau lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 3, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sẽ tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 16 tháng 3 với nhiều hoạt động sôi nổi như hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019, hoạt động triển lãm chuyên ngành cà phê, triển lãm ảnh 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, những chặng đường lịch sử, triển lãm lịch sử cà phê thế giới, lễ hội đường phố, cuộc thi chất lượng cà phê đặc sản Việt Nam, đường sách cà phê, thưởng thức cà phê miễn phí, hành trình du lịch với chủ đề Tinh Hoa Đại Ngàn. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, qua đó tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung. Kính thưa quý vị và các bạn, dòng chữ hashtag Challenge for Change hay còn gọi là thử thách để thay đổi đang trở thành một trào lưu mới nhằm thay đổi ý thức giới trẻ trên khắp thế giới để bảo vệ môi trường. Được đăng tải từ ngày 5 tháng 3, tài khoản Facebook Biron Roma gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trước và sau khi dọn hết đống rác ngổn ngang trên một bãi đất kèm theo dòng trạng thái với nghĩa là: đây là thử thách mới dành cho các bạn thiếu niên đang cảm thấy nhàm chán. Hãy chụp ảnh một bãi đất nào đó có nhiều rác, sau đó chụp lại lần nữa khi bạn đã làm sạch nó rồi đăng tải lên mạng. Đến nay, bức ảnh đã có hơn 65.000 lượt thích, 216.000 lượt chia sẻ. Đi kèm với đó là rất nhiều người tham gia hưởng ứng thử thách vì sự thay đổi của môi trường với hashtag Challenge It for Change. Với hành động này, thông điệp quan trọng nhất không phải chiến thắng thử thách mà là hành động của người tham gia có thể bảo vệ, trả lại cảnh quan và không gian sống trong lành cho các loài sinh vật. Chính vì thế, nếu chưa tham gia thử thách, bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa điểm qua một vài sự kiện trào lưu mới nhất trong tuần qua. Vậy với Check-in thì sao nào? Tuần này Nhịp Sống Trẻ sẽ giới thiệu cũng như là đưa chúng ta đi đến miền thơ mộng nào đây? Bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây quý vị nhé. Tuần qua, nhiều bạn trẻ đã thi nhau check-in những bãi rêu xanh đẹp đến nao lòng. Rải rác trên các trang mạng diễn đàn đã có những lời nhắn nhau cùng đi chụp rêu, cũng như những cặp đôi hôn lễ mùa xuân chọn chụp ảnh cưới giữa sắc màu rêu đá. Vậy chúng ở đâu, có vào mùa nào? Năm nay mùa rêu đến sớm vì có lẽ do thay đổi thời tiết và hơi nước ẩm ướt nhiều nên các bãi đá vắng ven biển Tuy Phong, Bình Thuận như Cổ Thạch, Hàng Rái, phía Nam Vịnh Vĩnh Hy, Phan Rang, Ninh Thuận, Bãi Sóc, Phú Yên, Đà Nẵng, Bình Hưng, Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa mơn man màu rêu xanh chờ nắng. Những bãi rêu biển đẹp luôn thường là nơi có nhiều gành đá, nước trong veo, nhưng không phải là nơi để bơi lội vẫy vùng hay chụp ảnh tự sướng, cũng không phải là nơi lý tưởng với sóng vỗ ì ọp, cát mịn êm nhẹ dưới chân, mà thường là các bãi hẹp với lởm chởm đá. Rêu chỉ xanh khi biển vắng, ít có dấu chân người qua lại, thuyền bè ra vào hiếm hoi, và chỉ đẹp lung linh trong nắng sớm bình minh lên hay hoàng hôn chiều mặt trời sắp tắt. Dân chụp ảnh bãi rêu ngoài chuyện đi săn ảnh rêu đá phải thức khuya dậy sớm còn phải lưu ý đến thủy triều và thời tiết, vì rêu thường hiện ra lúc nước triều đang rút. Nước rút quá cạn rêu sẽ bị khô, còn nếu nước đang lớn sẽ hơi khó chụp rêu trước những cơn sóng bập bềnh vỗ về. Những ai chuyên đi săn ảnh rêu đều rõ tuổi đời các nàng rêu biển không dài lắm, thường là một tháng.
mưa thuận gió hòa thì 2 tháng. Thời gian rong rêu, tóc xõa dài nhiều và đẹp nhất là bắt đầu sau năm mới chừng 1 tháng. Với phương châm đào tạo vươn lên tầm cao mới, cùng những lợi thế vượt trội như cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, giáo trình được chọn lọc kỹ càng, sĩ số học viên hạn chế nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên về các chương trình đào tạo tiếng Hoa chuẩn quốc tế. Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Hoa đã chính thức đi vào hoạt động theo giấy phép số 2732 ngày 6 tháng 12 năm 2018 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố và cũng là trường Hoa văn đầu tiên tại thành phố được sử dụng giáo viên nước ngoài theo giấy phép số 34979 ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Điểm nổi bật nhất của Man Edu trong quá trình đào tạo chính là việc học tập, luyện thi, dự thi để lấy chứng chỉ quốc tế SSK sẽ được hoàn tất trong nội bộ của trường mà không cần phải đến các nơi khác để thi. Ngoài ra, Man Edu còn là nơi duy nhất tại thành phố tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế YCT. Chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào ba mục tiêu. Thứ nhất là cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất hiện đại thì sẽ thu hút học viên hơn. Họ sẽ học trong một cái môi trường rất là thoải mái. Cái chuyện quan tâm thứ hai là rất là quan trọng là đội ngũ giáo viên. Thì hiện giờ Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Hoa thì sẽ tập trung đội ngũ giáo viên là giáo viên cơ hữu thì toàn là từ có trình độ từ thạc sĩ đến tiến sĩ trở lên. Cái vấn đề thứ ba rất là quan trọng là vấn đề giáo trình. Thì giáo trình của Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Hoa là sẽ chia theo đối tượng chứ không phải là một bộ giáo trình ứng dụng cho toàn bộ các đối tượng học. Thì chúng tôi hy vọng rằng thông qua những cái điểm cải cách đổi mới này thì cái việc giảng dạy và học Hoa văn tại thành phố mình sẽ trở nên dễ dàng. Man Edu linh động áp dụng các phương pháp đào tạo riêng biệt như dành nhiều thời gian để vui chơi, khám phá, phát triển tiềm năng trí tuệ trong các tiết học dành cho nhóm học viên là trẻ em. Chú trọng ứng dụng các phương pháp tạo không khí thoải mái với phương châm học vui vẻ, nói lưu loát dành cho nhóm học viên người lớn để giúp học viên chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tiếp thu một lượng kiến thức đầy đủ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp, học tập và làm việc trong các môi trường sử dụng tiếng Hoa là ngôn ngữ giao tiếp chính. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, ngành spa chăm sóc sắc đẹp đang chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Nó cũng dần khẳng định được vị thế trong xã hội. Nếu như trước đây, con người có cái nhìn khắt khe về spa, ngày nay, với sự cải tiến về công nghệ hiện đại, thì spa được biết đến như là một liệu pháp chăm sóc sắc đẹp và là nơi thư giãn của mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Bạn đã đến spa một lần, có thể bạn sẽ tìm đến nó ở những lần tiếp theo. Tuy nhiên, đây được coi là hình thức gây nghiện hữu ích và có chất lượng bởi spa có hai ý nghĩa chính. Một là nơi chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, hai là nơi chuyên biệt để an dưỡng. Như vậy có thể hiểu lợi ích của spa mang lại cho chúng ta khá nhiều, thư giãn, làm tinh thần thoải mái, đồng thời kích thích các giác quan bằng những không gian và âm thanh thanh tịnh riêng. Đây cũng là lưu ý cho các chủ đầu tư kinh doanh spa, không chỉ dịch vụ tốt mà cần quan tâm đến các nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sắc đẹp, spa nàng Bơ Lan đã nhanh chóng xác định định hướng phát triển của mình. Đó là mang lại cho khách hàng những phương pháp làm đẹp cao cấp, hiện đại với những công nghệ tiên tiến, đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối. Với hệ thống phòng spa được thiết kế sang trọng, yên tĩnh cùng công nghệ thẩm mỹ tiên tiến hàng đầu thế giới như công nghệ Ultra Therapy, sự kết hợp hoàn hảo giữa các sóng siêu âm, công nghệ vi kim tạo biển, công nghệ Nanolite tiên tiến 2018, v.v. Do đó, khi đến với spa nàng Bơ Lan, các chị em sẽ được tận hưởng các dịch vụ thẩm mỹ hoàn thiện nhất. Với spa nàng Bơ Lan, sứ mệnh đặt ra là mang đến cho khách hàng những liệu trình tốt nhất, giúp điều hòa và duy trì sự cân bằng của cơ thể, tâm hồn và trí lực. Cùng với đội ngũ nhân viên có chuyên môn tay nghề cao, nhiệt tình ân cần, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và các dòng mỹ phẩm được sử dụng đều có xuất xứ từ các nước có nền công nghiệp làm đẹp hàng đầu như Hàn Quốc, Thái Lan, v.v. được sử dụng chăm sóc theo từng liệu trình. Khi đến với spa nàng Bơ Lan, các bạn sẽ được làm đẹp và thư giãn trong không gian mang đậm phong cách châu Âu, sang trọng và tinh tế, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, lâu dài và giá thành hợp lý. Spa nàng Bơ Lan hy vọng sẽ là nơi lý tưởng cho bạn và người thân yêu có được những giây phút thư giãn và làm đẹp hiệu quả nhất.
Trên con đường xây dựng và khẳng định thương hiệu, Spa Nàng Bơ Lan đã không ngừng hoàn thiện về chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ, cũng như mở rộng hệ thống nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc một điểm tin, chúng ta cùng đến với chuyên mục xu hướng quý vị nha. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối xu hướng thời trang độc đáo như là giày đá sneakers, túi nhựa PVC, kính mát theo phong cách bảo hộ lao động đang khiến giới mộ điệu thời trang trên toàn thế giới phát cuồng. Nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này, thì việc trang bị một chiếc kính mát bản to để bảo vệ đôi mắt hay là làm đẹp cho chúng ta là một điều cần thiết. Những kiểu kính râm kỳ lạ xuất hiện dày đặc trên sàn runway của nhiều nhà mốt lớn là tín hiệu ngầm cho sự lên ngôi của kính bảo hộ, xu hướng phụ kiện thời trang của năm 2019. Các thương hiệu thời trang đều tích cực lăng xê mẫu phụ kiện thú vị này vì nó tạo điểm nhấn ấn tượng cho bộ trang phục. Phụ kiện trên có thể được xếp vào dòng mắt kính bản to. Tuy nhiên, thiết kế này giúp người đối diện liên tưởng đến kính bảo vệ mắt dùng cho các nghiên cứu sinh hoặc thợ rèn, công nhân xây dựng. Kính mát lấy cảm hứng từ kính bảo hộ lao động được thiết kế đa dạng từ trong suốt đến trắng rương cùng màu sắc nổi bật. Tuy nhiên, các bạn đang theo đuổi phong cách nữ tính, đơn giản không nên đeo chiếc kính to bản này. Còn đối với các bạn có phong cách thời trang cá tính, kính mát bảo hộ chính là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ. Kính thưa quý vị khán giả, lối sống tích cực, thân thiện và gần gũi với môi trường đang là điều mà nhiều bạn trẻ theo đuổi. Sớm nhận thức được những hành động nhỏ sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nên rất nhiều bạn trẻ đã cụ thể hóa việc bảo vệ môi trường thông qua những hành động, thói quen đơn giản hàng ngày. Trong đó có việc thay thế sử dụng ống hút nhựa bằng ống hút tre hoặc giấy, ống hút cỏ bàn. Trào lưu No Jam Challenge, hay còn gọi là thử thách không dùng ống hút nhựa, là trào lưu nhằm bảo vệ môi trường, đặc biệt là các loài sinh vật biển, bằng cách thức người tham gia không sử dụng ống hút nhựa trong sinh hoạt hàng ngày. Trào lưu trên phát triển khá mạnh ở nước ngoài, dần trở thành lối sống đối với một số bạn trẻ yêu môi trường. Đặc biệt là sau khi xuất hiện video nhóm bạn cứu được một con rùa biển và phát hiện ra có ống hút nhựa mắc kẹt trong mũi chú rùa vào năm 2015. Ở Việt Nam, từ đầu năm 2018 đến nay, theo mạng lưới hoạt động vì môi trường thế hệ xanh, tuy chưa trở thành một trào lưu nhưng cũng đã xuất hiện ở một số cộng đồng quan tâm tới việc thay thế ống hút nhựa. Hiện tại, ở các thành phố lớn của Việt Nam đã có rất nhiều nhóm cá nhân thúc đẩy giải pháp thay thế ống hút nhựa bằng ống hút tre, cỏ bàn, inox, ống hút bột gạo hay giấy tự phân hủy. Một số cửa hàng thức uống đã thực hiện được giải pháp trên như The Orange House, The Coffee House, Bilosa Garden, Tổ Chim Xanh, Reden Cafe, Starbucks. Nhất là gần đây, câu chuyện về một đôi vợ chồng Mỹ-Pháp từng chu du khắp thế giới, dừng chân ở thành phố Hồ Chí Minh để bán những chiếc ống hút bằng inox, thủy tinh, tre và cỏ bàn, hay sự ra đời ống hút bột ở Đồng Tháp càng tạo nên sự hứng thú cho giới trẻ Việt Nam. Đặc điểm của các loại ống hút này là có thể sử dụng nhiều lần hoặc khi dùng xong có thể tái chế hoặc tự phân hủy, lại vừa đảm bảo cho sức khỏe người dùng nếu bảo quản và vệ sinh tốt. Đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin được khép lại. Quý vị khán giả thân mến, nhớ đừng quên tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Nhịp Sống Trẻ trong khung giờ quen thuộc vào lúc 16 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.